Mời các bạn nghe chuyện cổ chân nhân chương 495 đến chương 499. Soát. Hàn phong lóe sáng, băng xương tràn ngập, ngưng tụ thành một đường băng bích, ngăn kim châm lại. Sau một khắc, bạch hoa băng cũng xuất hiện tại cửa đại điện. Nhưng tình trạng của nàng hiển nhiên không tốt, toàn thân đẫm máu, vết thương đầy người. Một đường vết thương nghiêm trọng nhất ở sau lưng của nàng, từ bờ vai của nàng kéo thẳng đến lưng bụng, sâu đủ thấy xương. Bên trên vạt áo dính vụn lá màu xanh, mái tóc dài màu trắng bạc cũng bị đốt cháy khét toàn bộ cánh tay trái đen đến phát tím hiển nhiên là chúng độc nhanh ngăn nàng ta lại cho ta khương nguyên gầm nhẹ một tiếng ta chỉ thiếu chút thời gian cuối cùng này thôi lúc này ngươi còn nhàn hạ thoải mái nói nói nhảm không bằng chuyên tâm luyện cổ cho ta bạch hoa băng cắn chặt răng giận mắng một tiếng vội tiến lên mấy bước chiến đấu với thiết tân nam thiết tân nam cười lạnh vài tiếng kim châm bắn ra thân hình như điện thế công cực kỳ hùng mãnh Bạch Hoa Băng cắn răng kiên trì. Bản thân nàng đã bị trọng thương, chiến lực không bằng một phần mười ban đầu, rất nhanh đã rơi vào hiểm cảnh. Sau mấy vòng giao chiến, Bạch Hoa Băng bị thương nặng đau nhức kịch liệt, khiến dưới chân vừa chẹo một cái, thân hình lắc lư, Thiết Tân Nam bé nhạy bắt lấy thời cơ chiến đấu, đột ngột thi triển thủ đoạn ác độc. Bạch Hoa Băng lại bị trọng thương, té lăn trên đất. Trước hết giết chết ngươi, ấn đường Thiết Tân Nam lóe lên, ký thác vào ấn ký trên chán, hóa thành thực thể, hình thành một thanh phi đao màu vàng mãnh liệt bắn ra. Xoát, phi đao màu vàng phá không bay tới lệch cổ bạch hoa băng một ly, cắm ở trên gạch đồng. Bạch hoa băng kịp thời lăn một vòng, tránh thoát một kích chí mạng, kêu to lên, ngươi còn bao lâu nữa. Trái tim Khương Nguyên nhảy bang bang, cắn răng gầm nhẹ nói, còn thiếu một chút xíu, ngươi chết cũng phải chịu đựng cho ta. Ta chết đi, ngươi cũng không sống nổi. Bạch hoa băng mắng chửi, bị công kích thiết tân nam lần nữa đánh gãy thế công của thiết tân nam một đợt liên tiếp một đợt bạch hoa băng liên tục bại lui chỉ có thể lấy trốn tránh làm chủ dãy dụ ở danh giới sinh tử tình cảnh hung hiểm sau mấy hiệp bạch hoa băng mở to miệng thở hồn hển ta không được rồi khương nguyên ta muốn tự bạo tư chất của ngươi chẳng lẽ đã trở về mười thành khương nguyên kinh ngạc nói nhảm bạch hoa băng mắng to một tiếng hai mắt khương nguyên nheo lại bạch hoa băng một lần nữa trở thành bắc minh băng phách thể là chuyện tất nhiên nhưng hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Dựa theo suy tính của hắn, cho dù phúc địa có thời gian gấp ba, vậy cũng phải sau mấy tháng nữa mới được. Hiện tại Khương Nguyên đang luyện cổ nên không cách nào phân tâm suy nghĩ quá nhiều. Thập tuyệt thể tự bạo uy lực cực lớn, cho dù là cổ sư ngũ chuyển cũng phải tránh né mũi nhọn. Một khi bạch hoa băng tự bạo sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với toàn bộ cuộc chiến. Ngươi tận lực trèo trống, không đến vạn bất đắc dĩ. Khương Nguyên hồ hắn đưa lưng về phía cửa lớn luyện cổ khó mà quan sát được cụ thể tình hình giao thủ của thiết bạch hai người nhưng hắn nhận được lại là một tiếng thở dài thâm trầm của bạch hoa băng không còn kịp rồi sau một khắc khương nguyên lập tức cảm thấy trong đại điện hàn khí bốn phía nhiệt độ giảm mạnh răng rắc răng rắc tiếng băng xương cấp tốc ngưng kết vang lên bên tai không dứt đây là cổ gì tiếng thiết tân nam kinh hô cũng chuyển đến trong tay khương nguyên khương nguyên miễn cưỡng quay đầu nhìn lại chỉ thấy đại điện đã thành thế giới băng tuyết, bạch hoa băng lơ lửng trôi nổi, toàn thân đã biến thành băng tinh, giống như lúc vừa mới bắt đầu tự bạo ở núi thanh mao. Hàn Phong gào thét, sông băng dần dần nổi lên, tình thế minh mông bàng bạc, nặng nề mà nghiền ép về phía thiết tân nam. Biểu hiện của thiết tân nam vẫn thản nhiên, một đường lui nhanh về sau. nhưng cửa đại điện đã sớm bị sương đông lại, nàng đã thành cá trong chậu, xa vào trong vòng vây của tầng băng. chẳng lẽ là bắc minh băng phách thể trong truyền thuyết? Tiết Tân Nam hét lên kinh ngạc. Khi nàng kịp phản ứng thì đã quá muộn. Nàng đã bị phong ấn trong tầng băng, giống như côn trùng bên trong hồ phách. Tầng băng không ngừng lại, ngược lại lan tràn về hướng Khương Nguyên. Bạch hoa băng, bạch hoa băng. Khương Nguyên gấp đến độ giống to, nhưng bạch hoa băng không trả lời. Thân thể của nàng gần như hóa thành một thể với băng xương, toàn bộ khuôn mặt cũng trở nên mơ hồ không rõ. Mắt màu lam như thạch thủy tinh không còn lóa mắt như trước, hoàn toàn ảm đạm đi. Đáng chết, khương nguyên gấp đến độ đầu óc đau nhức băng xương đã đuổi đến thân hắn đành phải điều động dương cổ dương cổ bay ra ngoài rơi xuống trên người bạch hoa băng lập tức dương khí lạnh thấu xương hình thành một vòng xoáy nguyên khí đã cách nhiều năm một cảnh tượng đã từng xảy ra trên người bạch hoa băng ở núi thanh mao được tái diễn lần nữa băng xương đã ngừng lan tràn nhưng chỉ vì phút phân thần như vậy suýt chút nữa luyện cổ đã thất bại khương nguyên bị dọa đến giật thót một cái vội vàng tập trung lực chú ý không quản sau lưng nữa dưới sự cố gắng của hắn, ánh sáng nhiều màu rốt cục cũng ngưng kết, hình thành cổ không khiếu thứ hai. Cổ tiên, ta cuối cùng thành công rồi. Giờ khắc này, trong lòng Khương Nguyên vui đến độ muốn bùng nổ. Mọi nỗ lực, mọi mạo hiểm đã đạt được thành quả hài lòng nhất. Xoẹt. Đúng lúc này, một lưỡi đao bằng băng sắt bén, đâm thủng trái tim Khương Nguyên, từ phía sau lưng xuyên ra phía trước tạo thành một vết rách lớn trước ngực. Hai đồng tử của Khương Nguyên đột nhiên co lại thành mũi kim, khó khăn nhìn lại. Bạch hoa băng. Ngươi. Khương Nguyên, ngươi cũng có một ngày bị trùng kế. Thiết Tân Nam thản nhiên đi tới, trong mắt tràn ngập nỗi hận. Lúc này, đại điện thanh đồng dường như chết lặng. Thời gian như đọng lại, áp lực không khí nặng nề. Khương Nguyên ngồi xếp bằng dưới đất, cổ không khiếu thứ hai lục chuyển lửng lơ trong không trung trước mặt hắn. Luyện chế tiên cổ đại công cáo thành nhưng Khương Nguyên lại không hề chú ý một chút nào đến con tiên cổ này. Hắn khó khăn quay đầu nhìn bạch hoa băng ở sau lưng bằng ánh mắt nghi hoặc. Bạch Hoa Băng đã khôi phục thân Nam Nhi, tay cầm chuôi dao băng, mặt không biểu tình đứng ở sau lưng hắn. Thiết Tân Nam từ từ đi tới, nhìn chằm chằm Khương Nguyên, vẻ mặt như buồn như vui, Khương Nguyên, ngươi làm sao cũng không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay phải không? Khương Nguyên làm như không nghe thấy, chỉ nhìn Bạch Hoa Băng. Bạch Hoa Băng cúi đầu nhìn Khương Nguyên, một lần nữa trở lại thành đàn ông, dáng người y cao hơn, một bộ trường sam trắng như tuyết, tóc trắng bay bay, mắt màu lam thâm thúy trong trẻo nhưng lạnh lùng y giống như một dòng sông băng lãnh khốc, nổi bật. Ngươi không nghĩ đến đúng không, Khương Nguyên, cuối cùng ngươi lại thua trong tay ta nhỉ Khương Nguyên. Bạch Hoa Băng thản nhiên cười từ khi bắt đầu sống ở núi Thanh Mao, ta đã suy tính làm thế nào để trở lại thân thể đàn ông. Trong khoảng thời gian sống cùng với ngươi, ta bị ngươi kiểm soát chặt chẽ, chỉ có thể trở thành con cờ của ngươi, mặc cho ngươi định đoạt. Ngươi không phải kẻ địch mạnh nhất trong cuộc đời ta nhưng ta thừa nhận ngươi tuyệt đối là một trong những kẻ đáng sợ nhất. Khương Nguyên à, Ngươi trời sinh là kẻ mưu mô, thủ đoạn lại độc ác, có thể nói là tuyệt thế kiêu hùng. Nhưng bạch hoa băng ta cũng không phải hạng người phàm tục, làm sao có thể trở thành nô lệ của kẻ khác? Ừ, ngươi càng không chế ta, chèn ép ta, lợi dụng ta thì mỗi thời mỗi khắc ta đều nghĩ làm sao để thoát ra, trở mình làm phản. Nhưng dương cổ ở trong tay ngươi, chỉ cần một ý niệm trong đầu ngươi sẽ khiến ta tự bạo. Vì vậy, ta sợ ném chuột vỡ bình mới phải vắt óc suy nghĩ đối sách rốt cục có một ngày ta đột nhiên nghĩ ra được phương pháp thật ra khiến ngươi tự động giao ra cổ trùng ở núi thanh mao ta đã thành công một lần rồi ha ha đúng vậy đó chính là tái diễn lại tình hình độc chiếm núi thanh mao thời điểm ta tự bạo một lần nữa chính là lúc ngươi sử dụng dương cổ vì thế ta bắt đầu âm thầm bày bố khóe miệng bạch hoa băng dần dần tràn đầy ý cười ta muốn tự bạo dĩ nhiên không phải thực sự tự bạo ngươi không dùng dương cổ nhưng vẫn có khả năng xảy ra cho nên ta đã lựa chọn. Cổ băng tinh, mặt khương nguyên trầm xuống như nước. Ở thành thương gia, bạch hoa băng lựa chọn băng đạo, trong đó có ba loại cổ biến thân theo thứ tự là cổ xương yêu, cổ tuyết nữ, cổ băng tinh. Ngụy Dương đã từng một lần mãnh liệt đề nghị bạch hoa băng lựa chọn cổ tuyết nữ. Cổ tuyết nữ thích hợp với nữ cổ sư, còn cổ băng tinh lại thích hợp với nam cổ sư. Bạch hoa băng thân là nữ tử lại lựa chọn cổ băng tinh khiến cho Ngụy Dương lấy làm tiếc hận. Ha ha, ngươi nhớ ra rồi phải không? Bạch Hoa Băng bật cười, đúng vậy, lúc đầu ta lựa chọn cổ băng tinh cũng không phải bởi vì giận dỗi mà là vì cổ tuyết nữ hóa thân thành tuyết nữ, hình tượng quá rõ ràng không có cách gì giấu giếm. Thế nhưng hóa thành bông tuyết, hơn nữa băng cổ bạo nổ lại có thể tạo nên tình cảnh bàng bạc, cực kỳ giống Bắc Minh băng phách thể tự bạo. Ngươi xem, vừa rồi không phải đã lừa gạt được ngươi hay sao? Hừ, nếu không không phải ta luyện cổ bị phân tâm, nhất định có thể nhận ra sự kỳ lạ, làm sao ngươi có thể dễ dàng thành công như vậy? Khương Nguyên cười nhạt mặt bạch hoa băng hiện lên vẻ nghiêm túc gật đầu đáp lại đúng vậy ngươi làm việc rất cẩn thận quan sát tỉ mỉ sau khi ta nghĩ tới cái phương pháp này cũng thấy không quá ổn thỏa có khả năng thất bại rất lớn hơn nữa lúc đó xuất hiện thay đổi ta thậm chí đã từng nghĩ buông bỏ cái kế hoạch này thay đổi mà bạch hoa băng muốn nói đến chính là cổ thể độc lúc đó ta đã nghĩ đại trưởng phu co được giãn được nếu như có thể dựa vào thể độc mà đạt được mục đích của mình thì bị lợi dụng một thời gian ngắn cũng có sao đâu ánh mắt bạch hoa băng mông lung, nhớ lại, nhưng sau đó nhìn vào hướng phát triển của tình hình, ta cảm thấy cổ thể độc cũng không đáng tin. Ngươi và thương nhai tử thể độc, mặc dù rất khéo léo nhưng từ đầu đến cuối ta đều cảm thấy ngươi thực sự không có gì lo ngại. Cùng bách ra trại lập khế ước, thực ra ta cũng âm thầm điều tra, sau đó vẫn có tin tức bị tiết lộ khiến ta càng cảm thấy không ổn. Ta học được một điều từ ngươi là cần chuẩn bị tốt nhất mọi chuyện, tính đến trường hợp xấu nhất. Vì vậy, ta không thể không nghĩ đến trường hợp nếu như cổ thể độc không thể chế ước được ngươi thì ta phải ứng đối ra sao ta biết nếu quả thật là như vậy ta sẽ rơi vào tuyệt cảnh ta bị thề độc chế ước ngươi không bị thì ta sẽ thành quân cờ mà ngươi có thể mặc sức lợi dụng trà đạp không thể đánh trả chỉ với sức lực của một mình ta thì không có cách nào thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này nhưng trong thành thương gia vẫn còn một người có thể giúp ta nói đến người này ta còn phải cảm ơn ngươi đã giới thiệu đó khương nguyên bạch hoa băng lộ ra nụ cười châm chọc y nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên gặp tố thủ y sư khi đó là ở gia yến của thương yến phi thương yến phi vì cảm ơn hai người khương bạch hộ tống thương tâm từ trở về gia tộc vì vậy đã đưa tố thủ y sư tới giúp khương nguyên khôi phục diện mạo khương nguyên muốn khiến bạch hoa băng hết hy vọng nên cố ý gọi y cùng vào sau khi bạch hoa băng dùng diện mạo thật gặp tố thủ y sư tức thì thái độ của nàng ta thay đổi ôn nhu và thân thiện vô cùng tố thủ y sư là một trong tứ đại y sư nam cương tính cách cổ quái thích khống chế cái đẹp, cực kỳ yêu thích tuấn nam mỹ nữ. Chỉ cần dung mạo thượng cấp, nàng ta sẽ miễn phí trị liệu. Dung nhan quá xấu xí, nàng ta liền sinh lòng chán ghét. Dù cho tiền thù lao cao tới đâu cũng sẽ không xuất thủ khám và chữa bệnh. Bạch Hoa băng hỏi chuyện về cổ âm dương chuyển thân. Từ câu trả lời của tố thủ y sư khiến cho y càng thêm hiểu sâu sắc tầm quan trọng của con dương cổ trong tay Khương Nguyên. Lúc đó Bạch Hoa băng và tố thủ y sư đã kết giao. Lúc gần đi. Tố thủ y sư trịnh trọng hứa hẹn với y cho dù có khó khăn gì cũng có thể tìm nàng ta xin giúp đỡ. Khụ khụ Khương Nguyên ho ra một ngụm máu tươi, dao băng đâm xuyên tim hắn. Nhưng dựa vào cổ trùng trị liệu nên vẫn có thể chống đỡ. Hắn vẫn miễn cưỡng còn sống. Thế nhưng dao băng lạnh lẽo khiến tốc độ lưu thông máu của hắn chậm lại. Cảm giác lạnh lẽo mãnh liệt đến chết lặng đang dần lan tỏa ra toàn thân hắn. Chẳng qua trong lòng hắn lúc này, thương thế đã là việc nhỏ không đáng kể, người mà ngươi nói chẳng lẽ là tố thủ y sư ha 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 không hổ là khương nguyên ngươi đoán không sai bạch hoa băng ca ngợi tiện tỳ khương nguyên hung tợn chửi bới nhưng rồi lại nghi hoặc nhưng các ngươi không phải chỉ gặp mặt một lần sau không phải chờ đã còn có lần thứ hai khương nguyên được một nửa thì nhớ lại lúc ở thành thương gia bạch hoa băng và tố thủ y sư còn gặp nhau lần hai khi đó bạch hoa băng và viêm đột đối chiến chỉ thua một chiêu tiếc nuối bại trận bản thân bị trọng thương còn mất đi cổ bản mạng Y đã đến chỗ tố thủ y sư tiếp nhận trị liệu và ở đó dưỡng thương. Chẳng lẽ, Khương Nguyên đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt như điện lao thẳng đến trước mặt Bạch Hoa Băng, tựa như lần đầu tiên quen biết thiếu niên lãnh tuấn trước mắt. Bạch Hoa Băng cười nhạt, mắt màu lam lóe lên nhàn nhạt, nhạt, xem ra ngươi cũng đoán được rồi đấy. Đúng vậy, ta và Viêm Đột đối chiến là cố ý thua. Một con cổ bản mạng cũng chẳng là cái gì. Đổi được một lần cơ hội khiến ngươi không hoài nghi, không phải rất có lời sao? Khi đó ta quyết định đánh cuộc một lần. Y đi tới chỗ của tố thủ y sư, dựa vào trực giác tiến hành một lần mạo hiểm. thẳng thắn nói với tố thủ y sư chân tướng đại khái. tố thủ y sư vô cùng đồng tình cảnh ngộ của y quyết định toàn lực trợ giúp y thoát khỏi tay khương nguyên. bạch hoa băng hỏi nàng ta trên thế gian này có phương pháp nào tiêu trừ cổ thể độc hay không? tố thủ y sư liền đáp rằng nàng ta không thể tiêu trừ thể độc, nhưng lại có một loại phương pháp có thể thoát khỏi ràng buộc của thể độc. nàng ta nhớ lại khi còn trẻ. Nàng ta không biết nên bị một vị đồng môn sư đệ lừa gạt dùng cổ thể độc, phát tình thể không bao giờ dùng bỏ. Sau này, để thoát khỏi thể độc, nàng ta đã dùng phương pháp này. Bạch Hoa Băng liền truy hỏi, rốt cuộc phương pháp gì? Ánh mắt Tố Thủ Y sư ngưng trọng, nói một câu, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Một khi cổ thể độc phát tác sẽ làm cho người ứng với lời thề tử vong. Tố Thủ Y sư là cổ sư trị liệu, phương pháp giải quyết chính là cố ý làm cho cổ thể độc phát tác khiến cổ sư tử vong thề độc tiêu trừ. Sau đó lại khiến cổ sư khởi tử hồi sinh. Cuối cùng, tố thủ y sư cảnh cáo, phương pháp này được xem là cứng trọi cứng. Cho dù tuyệt đại đa số cổ sư trị liệu nghĩ đến cũng không cách nào làm được. Ta cũng nhờ kế tục đặc biệt mới có thể miễn cưỡng khả thi. Mặc dù vậy cũng có một phần ba khả năng thất bại. Một khi thất bại chính là tử vong. Ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ. Lúc đó, Bạch Hoa Băng quyết định dùng phương pháp này. Dưới sự trợ giúp của tố thủ y sư, y đã may mắn thoát khỏi ràng buộc của cổ thể độc không bị cổ thể độc trói buộc bạch hoa băng âm thầm liên hệ với thiết gia lúc này thiết tân nam mới biết được tất cả chân tướng thì ra ở trước mặt nàng là khương nguyên chứ không phải khương chính đồng thời chuyện xảy ra ở núi thanh mao nàng cũng hiểu rõ vì đối phó khương nguyên bạch hoa băng và thiết tân nam triển khai hợp tác bí mật thiết tân nam nói chúng ta đã từng bố cục dùng cổ thiết quỹ và cổ hóa khí bố trí ở sân tại nơi hội họp diễn một vở kịch tự bạo. Thế nhưng ngươi lần nữa không tới cứu viện, ta không thể làm gì khác hơn là dẫn dắt thủ hạ kiện tướng chạy tới núi Tam Xoa tiếp tục lập kế hoạch. Trước đây, Bạch Hoa Băng bị tứ lão thiết gia vây khốn nhiều ngày, ngoài mặt là Bạch Hoa Băng ở trong truyền thừa chém giết cổ sư thiết gia, vì vậy bị thiết gia trả thù. Nhưng trên thực tế cũng là âm mưu nhằm vào Khương Nguyên. Chuyện về sau, chính là Khương Nguyên lấy một địch bảy tàn sát tiểu đội thiết gia, cuối cùng dẫn tới thiết mộ Bạch đang chàng thiết tân nam tiếp thu dạy bảo của thiết mộ bạch vừa tu hành vừa kiên nhẫn chờ đợi tin tức của bạch hoa băng đây cũng một trong những nguyên nhân vì sao nàng cực hận khương nguyên nhưng không chủ động tìm kiếm nhưng sau đó khương nguyên không lên tiếng thì thôi một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc sau khi tiến vào truyền thừa tam vương đã khống chế chặt chẽ toàn bộ cục diện trong lòng bàn tay thiết mộ bạch chết khiến bạch hoa băng lựa chọn in lặng và ẩn núp sâu hơn y dựa vào sự tín nhiệm của khương nguyên mà chỉ huy đàn chó địa linh đã chết y không cách nào khác quan sát toàn trường, áp lực xuất hiện trên chiến trường. Nhưng cùng lúc đó, Bạch Hoa Băng lại cảm thấy tự do vì không còn bị giám sát bởi địa linh. Y vẫn chưa yên tâm, cố ý điều động dẫn dụ viêm quân đến để thăm dò Khương Nguyên. Quả nhiên như y sở liệu, phong thiên ngữ bị dẫn ra. Điều này chứng minh địa linh quả thực đã chết. Bạch Hoa Băng mừng thầm trong lòng, điều động một lần nữa, dẫn Thiết Tân Nam và Tứ Lão Thiết ra cùng tiến đến. Đó cũng là nguyên nhân tại sao Thiết Tân Nam là người đầu tiên đến đại điện khương nguyên ta khuyên ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói bên ngoài bây giờ do nô đạo đại sư thiết ra thiết bạch kỳ thống ngự đàn chó quần hùng thúc thủ bên ngoài đại điện lại có tứ lão thiết ra vận dụng cổ thiết quỹ cổ hóa khí giam cầm không gian không ai có thể lẻn vào đây chỉ có đầu hàng mới là lối thoát duy nhất của ngươi thiết tân nam đi tới vừa cầm cổ không khiếu thứ hai trong tay vừa tuyên bố vận mệnh của hắn khương nguyên trầm mặc thực sự trên thế gian này có vô số anh kiệt sau một lúc lâu im lặng khương nguyên ngửa đầu thở dài bạch hoa băng giỏi cho một bạch hoa băng ha 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 ta đã xem thường ngươi thua ở trên tay ngươi ngươi thắng rất đẹp tính toán cũng vô cùng tỉ mỉ ta lơ là bất cần trí ở tiên cổ để mưu đồ của ngươi thành công là lỗi của ta không dám nhận lần này ta có thể tính kế được ngươi cũng nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa nếu đổi vị trí cho nhau ta vừa phải luyện tiên cổ vừa tính kế quần hùng tuyệt nhiên sẽ không làm tốt được như ngươi Bạch Hoa Băng nghiêm túc trả lời, nhưng việc đã đến nước này, được làm vua thua làm giặc, ta khuyên ngươi không nên kháng cự vô ích. Ha 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 Khương Nguyên cười nhạt vài tiếng, các ngươi vẫn chưa động thủ giết ta chẳng qua là muốn chiếm tiên cổ, biết tác dụng của nó và bí phương tiên cổ trong đầu ta mà thôi. Hiện tại địa linh đã chết, phúc địa sắp sụp đổ, nơi nơi đều là lỗ hổng lại không sức mạnh to lớn áp chế nên các cổ sư có thể tự do thôi động cổ trùng. Nói cách khác, Khương Nguyên chỉ cần hơi động ý niệm trong đầu là tất cả cổ trùng đều sẽ tự bạo. Đám người bạch hoa băng, thiết tân nam căn bản ngăn cản không kịp. Thiết tân nam, đám người thiết mộ bạch chết trong tay ta, ngươi phải lấy được con tiên cổ này trở về mới có thể lập công trục tội. Nếu không, ngươi cũng sẽ bị tước bỏ ngôi vị thiếu chủ mà thôi. Khương Nguyên cười gằn. Mặt thiết tân nam không thay đổi chút nào, trả lời vô cùng thản nhiên, đúng vậy. Tiên cổ duy nhất, vô cùng quan trọng, ta lấy về là công lao kinh thế thậm chí có thể được gia tộc cổ tiên bồi dưỡng và ban thưởng mà bí phương luyện chế tiên cổ hiện tại cũng chỉ có một mình ngươi biết nếu có thể dâng lên ta lập tức sẽ là thiếu tộc trưởng thiết gia đến khi ta bước lên chức tộc trưởng chắc chắn sẽ noi theo thiết mộ bạch đại nhân phát huy công lý và chính nghĩa mạnh mẽ trải qua việc này ta đã hoàn toàn nghĩ thông suốt muốn biểu dương khuếch trương chính nghĩa không có sức mạnh cường đại và thế lực là không được cũng chỉ có như vậy ta mới có thể báo đáp ơn bồi dưỡng của thiết mộ bạch đại nhân để cho ngài ấy dưới suối vàng biết chết cũng nhắm mắt nói đến đây thiết tân nam nghĩ đến người của thiết gia tộc chết thảm trong tay khương nguyên không kìm nén được hai mắt đỏ lên có căm phẫn thù hận cũng có kích động khi báo được thủ lớn nàng ta hít thở sâu một hơi nhìn chằm chằm khương nguyên còn ngươi cổ nhật khương nguyên ta quả thực sẽ không giết ngươi ngươi có thể dùng thân xác phàm tục luyện thành tiên cổ tài hoa luyện cổ như vậy thật khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa chỉ cần ngươi đầu hàng ta sẽ đưa ngươi vào tháp chấn ma của thiết gia để sửa sai. Sau này, ngươi hối lỗi sửa sai, sau khi ra tháp sẽ được phục vụ cho thiết gia, công hiến cho chính đạo, là phương thức tốt nhất bù đắp lại tội nghiệp của ngươi. Tháp chấn ma, hai mắt khương nguyên nheo lại, ngươi nói thật sự bùi tai. Ha ha ha, ngươi muốn tiên cổ. Được thôi, chúng ta có thể tiến hành giao dịch. Khương Nguyên vừa nói nội dung giao dịch vừa tĩnh tâm lắng nghe động tĩnh ngoài điện. Hắn đang kéo dài thời gian nhìn cục diện dưới mắt như tuyệt cảnh, kỳ thực còn có cơ hội thắng. Bởi vì Khương Nguyên luyện cổ nên tinh thần suy yếu. Trong không khiếu, chân nguyên không đủ, cổ toàn lực ứng phó tứ chuyển cũng không luyện thành, trong quá trình luyện cổ tiêu hao quá nhiều thú ảnh. Khương Nguyên không ở trạng thái tốt nhất nên cứng đối cứng là không được. Mà Bạch Hoa Băng và Thiết Tân Nam lại có chuẩn bị mà đến. Huống chi, bên ngoài còn có tứ lão Thiết Gia và Thiết Bạch Kỳ khống chế đàn chó. Sân Thu Thiền thực sự là phương án tốt để lật ngược tình thế nhưng mạo hiểm phía sau cũng rất lớn, có thể nguy hiểm đến tính mạng, không phải vạn bất đắc dĩ, Khương Nguyên cũng không muốn sử dụng. Quân hùng ngoài điện mới thực sự là cơ hội lật ngược. Chỉ dựa vào đàn chó, tứ lão thiết ra không có khả năng khiến bọn họ bị ngăn cản ở ngoài mãi. Chỉ cần bọn họ đánh vào trong, cục diện sẽ thay đổi thành một dạng khác. Thực sự, vận mệnh luôn biến đổi thất thường. Trước đây không lâu, Khương Nguyên còn trăm phương ngàn kế ngăn cản quần hùng. Nhưng bây giờ, hắn lại ước gì quần hùng dùng lực mạnh mẽ, lập tức đánh thẳng vào trong đại điện. Thiết gia chết tiệt, thì ra hắc thủ sau màn là các ngươi. Lão tộc trưởng thiết gia thiết mộ bạch đích thân đến là cái gì hấp dẫn ông ấy vậy? Chúng ta nên sớm nghĩ tới. Cho dù thiết gia là siêu cấp gia tộc, cũng đừng có ăn một mình, ai ai có phần của bảo tàng cổ tiên. Trên chiến trường oanh liệt, tinh thần quần chúng hăng hái. Rất nhiều cổ sư tức giận đến hai mắt phun lửa, nhìn về hướng đại điện thanh đồng. Màn hào quang màu tím bao phủ toàn bộ đại điện thanh đồng. Từ lão thiết gia chiếm lấy bốn cái phương vị khác nhau, canh gác nghiêm mật. Còn thiết bạch kỳ thì đứng ở cửa đại điện nhìn từ trên cao xuống, chỉ huy đàn chó. Ông ta là một lão giả, đầu tóc bạc trắng, con mắt thứ ba trên trán mở ra, tinh quang lóe lên. Ông ta là cổ sư ngũ chuyển nô đạo, gia lão thiết gia, đã từng là kiện tướng đắc lực của thiết mộ bạch. Sau khi nhận được lời kêu gọi của thiết mộ bạch, ông ta phá quan mà ra, nhìn dặm xa xôi đi tới núi Tam Xoa. Lúc này, Thiết Bạch Kỳ đang cười nhẹ quan sát chiến trường. Dưới sự chỉ huy của ông ta, lực chiến đấu của đàn chó đã đột phá mấy lần so với trước đây. Thiết Bạch Kỳ lại không để ý đến tổn thất, tạm thời ngăn cản quần hùng ở bên ngoài. Lão bất tử thật sự khó đối phó. Ma Thiên tóc đen tung bay, thở hồn hển. Ở trước mặt của Y, Khuyển Hoàng Bá Hoàng toàn thân đẫm máu, so với Ma Thiên càng chật vật hơn. Nhưng rất nhanh, cổ trị liệu trên người nó bắt đầu phát động, dưới quang huy màu trắng ngà thương thế của bá hoàng nhanh chóng được chữa trị. Ma Thiên đang muốn thừa thắng truy kích, một đám chó thanh hoa từ bên cạnh liều chết xông tới. Lại là đám này, Ma Thiên nghiến răng nghiến lợi, không thể không tiêu diệt nhóm viện quân này trước. Thừa cơ hội này, bá hoàng trở về tạm nghỉ, thương thế đã khôi phục khá nhiều, lại hùng hổ xông lên một lần nữa. So với khuyển hoàng mà bạch hoa băng phái ra, không có cách gì trong trường tình huống, thiết bạch kỳ có vẻ thành thạo hơn nhiều. Ông ta chủ tính trung toàn trường, không chế tình hình cuộc chiến trong tay, phát huy trọn vẹn ưu thế của phái nô đạo. Mà chỗ của tiêu mang cũng là nơi nhận được sự chiếu cố đặc biệt của thiết bạch kỳ. Như vậy không ổn, bảo tàng cổ tiên sẽ bị thiết gia đoạt mất. Tiêu mang vừa hận vừa vội, nhưng khuyển hoàng anh minh từ đầu đến cuối đều ngăn cản ở trước mặt của hắn ta, làm hắn ta không có cách nào nhảy vào trong đại điện. Khốn kiếp, là ngươi ép ta đó. Tiêu mang giận dữ rít gào, bay thẳng lên trời bầu trời đã bị phá ra một lỗ hổng có diện tích vài chục mẫu, ngoài lỗ hổng hiện ra bầu trời bên ngoài, ban ngày trời trong, mây trôi lững lờ. Tiêu mang bay thẳng ra bên ngoài lỗ hổng, hai tay nâng cao. Cổ tụ quang tứ chuyển. Một lượng lớn ánh sáng mặt trời tụ tập đến giữa hai bàn tay của y. Quang mang tích tụ thành hình cầu, to lớn không gì so sánh được, tiêu mang tựa như con kiến chống bát cơm. Ngũ chuyển, cổ thái quang. Ánh sáng vinh quang của thái cổ tụ đến giữa quang cầu, tức khắc phát sinh biến đổi về chất, toàn bộ quang cầu đều biến thành quang huy của thái cổ ngũ chuyển cổ giang hà nhật hạ quang cầu ầm ầm nổ tung hóa thành quang thủy ngập trời mỗi một giọt đều rất giống mảnh vụn ánh sáng rực rỡ chói mắt đến tột cùng sát chiêu thiên bộc quang hà quang hà cuồn cuộn sóng lớn sôi trào theo lỗ hổng lớn chảy ngược xuống phúc địa ánh sáng rực rỡ sóng to gió lớn chiếu dọi một gò núi vô số người phải nheo hai mắt để chống lại ánh sáng mãnh liệt này. Không ổn rồi, thiết bạch kỳ ngăn cản hết sức nhưng đại thế của Quang Hà đã thành, khí tượng bàng bạc, chỉ có thể suy yếu bộ phận mà thôi. Quang Hà rộng lớn tựa như thác nước đánh mạnh vào màn hào quang màu tím. Màn hào quang chỉ chống đỡ được trong chốc lát liền vỡ vụn, tiêu tán. Tứ lão thiết ra chống đỡ màn hào quang màu tím đồng thời bị thổ huyết, chật vật uể oải. Quang Hà phá tan màn hào quang tím cũng bị suy yếu hơn một nửa, nhưng hướng đi không đổi, nện thẳng vào phía trên đại điện thanh đồng. Đại điện lập tức bị phá ra một lỗ hổng lớn, thác ánh sáng xông thẳng xuống ba người Khương Bạch, thiết ở đối diện. Đối mặt với thác ánh sáng, con ngươi của Bạch Hoa Băng và Thiết Tân Nam đột nhiên rụt lại, theo bản năng né tránh. Khương Nguyên vẫn đợi cơ hội tốt, nhanh chóng phản ứng, chợt điều động chân nguyên. Cổ Na Di. Hắn thôi động con cổ này lên tới cổ di chuyển ngũ chuyển. Con cổ này là chiến lợi phẩm khi hắn giết quỷ sát nhân y cừu cừu soạt một tiếng khương nguyên mang theo tiên cổ biến mất tại chỗ quang hà đánh vào nền gạch phút chốc tạo ra một cái hố đường kính của hố lên đến ba trượng thiết bạch hai người đúng lúc né tránh đứng ở sát mép hố to có vẻ rất bình tĩnh quả nhiên chạy thoát ha 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 xem ra hắn đã dùng cổ na gì ta nghĩ con cổ này là lấy được từ chỗ quỷ sát nhân y cừu cừu thiết tân nam bình tĩnh phân tích cứ để hắn chạy như vậy sao bạch hoa băng nhìn về phía thiết tân nam Ngươi quên có cổ định tinh rồi sao? Yên tâm đi, cho dù hắn chạy đến chân trời góc biển, tứ lão thiết gia cũng có thể bắt lại. Hiện tại, để hắn đi ra ngoài đi dạo một chút, tiêu hao chân nguyên và tinh lực của hắn cũng tốt. Chúng ta đỡ phải động thủ." Thiết Tân Nam mỉm cười nói, trong lời nói thấp thoáng có phong độ của đại tướng giỏi bày mưu tính kế. Trải qua nhiều đau khổ như vậy, nàng ta thực sự trưởng thành rất nhiều." Phốc. Đau nhức mãnh liệt kéo tới khiến Khương Nguyên phun ra một ngụm máu tươi, váng đầu hoa mắt một cảm giác bức rứt, buồn nôn khiến hắn suýt chút nữa thì ngã xuống tại chỗ. Lục phủ ngũ tạng dường như rối loạn, đảo lộn. Cổ nazi chính là cổ trùng vũ đạo, phá vỡ không gian, dịch chuyển thân thể cổ sư. Hiệu dụng cường đại cũng sẽ có tác dụng phụ mãnh liệt. Thông thường, cổ sư sử dụng cổ nazi cơ bắp sẽ quấn bệnh với nhau, máu chảy ngược, xương cốt sai vị trí. Biểu hiện ra bên ngoài chính là cổ sư sẽ trở nên càng ngày càng xấu, dù cho răng dấp đoan chính cũng sẽ biến thành không ra sao. Muốn sử dụng cổ Nazi thì cần phải dùng cổ trùng khác để cải tạo thân thể. Nhưng lúc này, Khương Nguyên không thể để ý đến quá nhiều vấn đề như thế. Cổ không khiếu thứ hai, tạm thời để các ngươi bảo quản. Món nợ này, ta sẽ trả lại cho các ngươi gấp trăm lần. Khương Nguyên nhanh chóng quan sát xung quanh, phát hiện mình được dịch chuyển đến ngoài điện, nhưng vẫn cách đại điện thanh đồng khá gần. Một đám lớn khuyển thú nhào về phía hắn, hắn nhanh chóng quyết định lui lại. Tuy cổ không khiếu thứ hai đang được thiết tân nam giữ lấy, nhưng quyền khống chế vẫn còn ở trong tay khương nguyên hắn một tay luyện thành cổ không khiếu thứ hai bây giờ chỉ cần hắn tâm niệm vừa động con tiên cổ sẽ tự bạo hủy diệt tất thảy nhưng không phải vạn bất đắc dĩ khương nguyên tuyệt sẽ không làm việc ngốc như thế trận chiến này chỉ vừa mới bắt đầu thôi bạch hoa băng thiết tân nam các ngươi chờ đó cho ta ha 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 khương nguyên cười âm hiểm muốn sử dụng cổ không khiếu thứ hai cần tiên nguyên thôi động nếu không thì dùng một số lượng lớn nguyên thạch để thay thế đối với Khương Nguyên mà nói, vẫn chưa có cách nào đem tiên cổ thu thập vào không khiếu. Áp lực của Xuân Thu Thiền đã quá lớn rồi, nếu lại đem tiên cổ vào, không khiếu của Khương Nguyên sẽ khó có thể chống đỡ được. Tiên cổ không đặt trong không khiếu thì khó mà che giấu được khí tức, dễ dàng bị quần hùng phát hiện. Nếu Khương Nguyên đoạt tiên cổ bỏ chạy, hắn sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, biến thành đối tượng truy giết của hai đại cổ sư ngũ chuyển, hơn 10 vị cổ sư tứ chuyển và vô số cổ sư tam chuyển, nhị chuyển. Thiết Tân Nam có được tiên cổ, nhất định sẽ thành mục tiêu công kích của mọi người. Hắc hắc, các ngươi trai có đánh nhau, ta sẽ sống chết mặc bay, làm ngư ông đắc lợi. Khương Nguyên quyết tâm lui lại, trước hết phải khôi phục thực lực, tìm cơ hội ra tay. Nhưng mà trời không chiều lòng người, một số cổ sư nhanh mắt đã thấy hướng đi của Khương Nguyên, nhao nhao hét lên. Ai? Là tiểu thú vương, hắn hình như là từ trong đại điện thanh đồng đi ra. Mau mau, nhanh ngăn lại hắn, hắn nhất định đã đoạt được một phần tiên tàng thanh âm hấp dẫn nhiều người chú ý hơn. Cổ sư ở gần Khương Nguyên lập tức thay đổi đầu thương ngăn cản Khương Nguyên. Nhưng tiên phong là một nhóm nhỏ chó trọng thái nhào đến. Khương Nguyên không chỉ bị cổ sư chính ma ngăn chặn mà còn bị thiết bạch kỳ cố ý chiếu cố. Chết tiệt! Khương Nguyên chửi một tiếng, vung tay đẩy, đánh ra một đạo kim long. Kim long gào thét lao ra, nghiền đám chó trọng thái thành thịt nát, mở ra một lối thoát. Tiểu thú vương, ngươi chạy đi đâu? Nhanh giao tiên tàng ra đây. Dực trùng lao đến trước mặt Khương Nguyên, lãng đào quyển tịch mà đến Cổ cốt rực Khương Nguyên dương cánh ra, tranh né công kích của sóng lớn, lao thẳng lên trời Tiểu thú vương, ngươi phải ở lại đây Dịch hỏa vung tay lên, chim lửa lượn vòng, lao thẳng đến Khương Nguyên Cổ kim hà Toàn thân Khương Nguyên được bao bọc bởi một tầng kim quang, tốc độ tăng vọt Sau khi thoát khỏi chim lửa, hắn nhanh chóng thối lui lại phía sau Sao? động tĩnh lần này quá lớn đã thu hút sự chú ý của ma thiên và tiêu mang tiêu mang đánh ra một bàn tay quang mang khổng lồ lớn tựa như con voi bàn tay bay vút lên cực nhanh chụp về hướng khương nguyên khương nguyên quẹo thật nhanh tránh thoát được nhưng lúc này bỗng nhiên một tiếng hô hoán ôn nhu vang lên bên tai tiếng hô hoán này tựa như tình nhân thân mật thì thầm lại tựa như tiếng gọi của thân nhân mong mỏi đã lâu khiến người không hiểu biết không kìm được hồn phi phách tán cổ nhu tình của ma thiên Khương Nguyên nghĩ đến mà sợ, nhanh chóng tránh thoát, nhưng trung quy cũng khiến tốc độ di chuyển bị chậm lại. Bàn tay quang mang khổng lồ sau lưng lại chụp tới một lần nữa. Không ổn rồi, lúc này tránh né đã không còn kịp nữa, Khương Nguyên không thể làm gì khác hơn là thôi động cổ trùng, lấy công làm thủ. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, bàn tay quang mang khổng lồ bị đánh tan. Khương Nguyên giống như diều đứt dây rơi xuống mặt đất, một đường máu vẩy ra trên không trung. Tiếng gió vù vù bên tai khiến Khương Nguyên đang hôn mê bừng tỉnh ý thức được chính mình đang bị rơi xuống, hắn vội vã tiếp tục thúc giục cổ trùng, đồng thời kêu to, Thiết Tân Nam chiếm được tuyệt thế tiên cổ, đang ở trong đó luyện hóa. Lúc này, thành công rời đi lực chú ý của Ma Thiên và Tiêu Mang, tiên cổ. Quần hùng sôi trào, trong nháy mắt lâm vào trạng thái điên cuồng không gì sánh được. Áp lực của Thiết Bạch Kỳ tăng vọt. Khương Nguyên được cơ hội tạm nghỉ, lập tức thôi động cổ di chuyển của Vu Quỷ. Một đám mây đen lớn bay lên, hắn trốn trong đám mây, tiếp tục rút lui. Nhưng vào lúc này, siêu 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 siêu, bỗng nhiên trong hư không, bốn sợi xích chui ra, linh hoạt như rắn, nhanh như điện, mưu đồ chói tứ chi của Khương Nguyên lại. Sau đó, siêng xích nhanh chóng quấn chặt, chói gô Khương Nguyên lại, kéo vào trong hư không. Một khắc sau, Khương Nguyên lại xuất hiện một lần nữa ở giữa đại điện thanh đồng. Từ lão thiết ra chiếm giữ bốn phương hướng khác nhau, vây quanh hắn. Bọn họ ngồi sổm dưới đất với tư thế nửa ngồi nửa quỳ, tay phải duỗi thẳng ra phía trước tay trái nắm chặt cổ tay phải đồng thời thúc dục cổ trùng trong bàn tay mỗi người đều có một sợi xích dài màu đen sát chiêu của tứ lão thiết ra vô cực siêu tỏa lúc này tại núi thiên thê trung châu phúc địa hồ tiên trên núi đãng hồn một trận cạnh tranh liên quan đến phúc địa hồ tiên cũng đang đến giây phút cuối cùng khương chính cố lên thắng lợi gần trong gang tấc rồi thanh âm của thiên thượng nhân vang lên trong đáy lòng của khương chính âm thanh của ông đã cực kỳ nặng nề uể oải và suy yếu hơn so với ban đầu. Đúng vậy, chỉ còn một đối thủ nữa thôi. Khương Chính cắn chặt răng, mồ hôi đầy người. Thân thể y lung lay sắp đổ nhưng lại lộ ra một cỗ ý chí kiên định. Ta, đường đường là tiêu thất tinh, thế mà lại bị một kẻ không có danh tiếng gì vượt qua ư. Tiêu thất tinh hai mắt trừng lớn, trơ mắt nhìn Khương Chính leo lên, vượt qua độ cao của y. Ai, không ngờ kết cục cuối cùng lại như vậy ứng sinh cơ thở dài, bỗng nhiên buông tay rơi từ trên núi xuống hắn ta cách đỉnh núi xa nhất sau khi chứng kiến biểu hiện của khương chính biết mình đã không có chút phần thắng nào nên trực tiếp nhận thua hồ tiên địa linh đương nhiên sẽ không ngồi nhìn y ngã chết nhẹ nhàng phát ra tiếng vỗ tay đem ứng sinh cơ dịch chuyển an toàn ra ngoại giới leo tiếp tục leo lên tay chân khương chính đã bị mài rách máu me đầm đìa càng đến gần đỉnh núi hôn phách bị chấn động càng kịch liệt khương chính gần như không có cách nào suy tính đến những chuyện khác nữa trong mắt của y chỉ còn lại hình ảnh đỉnh núi y đã ép toàn bộ tiềm lực mệt mỏi đến tột cùng đây đã là vượt qua cực hạn của cơ thể y tiểu tử này phượng kim hoàng cũng không khỏi lộ vẻ xúc động khương chính rõ ràng đã mệt mỏi không thể tả nhưng dường như có một lực lượng vô hạn đang khăng khăng chống đỡ y đỉnh núi đỉnh núi khương chính nghiến răng nghiến lợi trong lòng chỉ có một chấp niệm y từng bước leo lên dần dần vượt qua phượng kim hoàng chính thức vượt lên dẫn đầu Lúc này, y cách đỉnh núi chỉ còn một trượng. Ngay cả địa linh hồ tiên mập mạp đáng yêu cũng đến đứng bên cạnh vách núi, yên lặng nhìn phía dưới, nhìn vào quá trình tân chủ nhân sinh ra. Bên ngoài phúc địa, nhóm cổ tiên vẫn duy trì chú ý, đã có người bắt đầu phát sinh tiếng thở dài. Chúc mừng, Hạc Phong Dương, lần này tiên hạc môn các ngươi đã thắng một bậc. Hừ, nếu như con tiểu cổ na di linh lung lục chuyển của ta vẫn còn thì. Nếu là cổ tinh thoa, cổ định tiên du, cổ ngã hành, Trận tỷ đấu này sẽ có kết quả khác. Thái độ các cổ tiên không đồng nhất, có bình thản chúc mừng, có tiếc hận tiếc nuối. May mắn thôi, may mắn thôi, Hạc Phong Dương khiêm tốn nói, nhưng âm thanh khó giấu được tâm tình vui sướng của ông ta. Nhưng vào lúc này, một vị cổ tiên cười lạnh, "Hạc Phong Dương, ngươi phải thất vọng rồi. Truyền thừa hồ tiên này nhất định là của linh duyên trai ta." Vừa dứt lời, trong phúc điện nảy sinh dị biến. Phượng Kim Hoàng khẽ quát lên một tiếng từ phía sau nơi bả vai mọc ra một đôi cánh chim rực rỡ. Đôi cánh chim hết sức hoa mỹ diễm lệ, các ánh sáng màu không ngừng lưu chuyển, rực rỡ lóa mắt, nhẹ nhàng vỗ cánh đưa Phượng Kim Hoàng từ từ bay lên. Cái gì? Đây là tiên cổ trong truyền thuyết, mộng rực. Mộng rực là một con tiên cổ rất đặc biệt, nó không tồn tại ở trong hiện thực, chỉ có thể tìm được ở trong mộng. Thôi động nó, cũng không phải tiên nguyên, mà là linh và hồn của cổ sư. Phượng Kim Hoàng chỉ là xác phàm, hiện tại cưỡng chế thi hành thôi động mộng rực sẽ khiến hồn phách bị tổn thương nghiêm trọng, nhẹ thì mất trí nhớ, nặng thì si ngốc. Nhưng kiêu ngạo như nàng ta, sinh ra chưa bao giờ bị thất bại. Nàng tuyệt đối không thể mặc cho Khương Chính ở trước mắt của mình trở thành người xuất sắc nhất. Cho dù trả giá đắt nhất cũng phải đạt được thắng lợi. Khương Chính giật mình, dưới cái nhìn chăm chú của y, Phượng Kim Hoàng từ từ bay lên từ cách đó không xa, nhanh chóng vượt qua y, lần nữa đoạt lại vị trí dẫn đầu. Thu hồi mộng dực, Phượng Kim Hoàng tiếp tục leo lên vách núi, thở hổn hển, cảm giác hôn mê từ trong linh hồn truyền tới, kịch liệt đến mức khiến cho nàng ta gần như muốn ngất đi. Đạt đến cực hạn. Cưỡng chế thi hành thôi động tiên cổ, Phượng Kim Hoàng có thể đi đến bước này đã là không dễ rồi. Ta thế mà lại thua ư? Hai mắt Khương Chính mở lớn, thất hồn lạc phách. Lúc này, Phượng Kim Hoàng sắp tiếp cận đỉnh núi. Trên thực tế, hai tay của nàng đã tới bên vách núi, chỉ còn một bước nhỏ nữa thôi. Ta, ta muốn thắng lợi. Lúc này, Phượng Kim Hoàng đem hết toàn lực ngẩng đầu lên, phát ra chút sức lực cuối cùng. Hai mắt của nàng sáng như hổ phách, dung nhan diễm lệ vô cùng, cổ thon dài trắng như tuyết, ở trong màu hồng của phúc địa, lưu chuyển vầng sáng như ngọc. Nàng giống như là một con tiểu phượng hoàng lần đầu tiên mở rộng cánh chim xinh đẹp hướng về phía trời đất. Cầm tú huy hoàng. Trong lúc nhất thời, ngay cả nhóm cổ tiên đều vì thế mà thất thần. Nàng cắn rách môi, khó khăn đưa cánh tay đặt trên vách núi, sau đó đem hết sức lực còn lại nhấc mạnh, kéo thân thể nặng nề lên. Cuối cùng gần như là lăn lên đỉnh núi. Nàng đã thành công. Nàng là người xuất sắc nhất trận tranh đấu này, tân chủ nhân của Phúc Địa Hồ Tiên, Đại Điện Thanh Đồng, Núi Tam Xoa, Nam Cường. Khương Nguyên bị dây xích trói gồ. Ha ha ha, Khương Nguyên, chúng ta lại gặp mặt thiết tân nam đứng ở trước mặt Khương Nguyên, tùy ý cười sung sướng. Bạch hoa băng than thở, vô ích thôi, Khương Nguyên, ta đã âm thầm gieo cổ định tinh trong cánh tay trái của ngươi. Có con cổ định vị này, vô cực sư tỏa có thể phá không chốc nã. Ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đều không có tác dụng đâu, lần này, ngươi đã thua, nhận mệnh đi. Cái gì? Khương Nguyên cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong cánh tay trái có một con cổ kỳ sinh. Con cổ này chính là mảnh sao thái cổ, giống như kim cương tám cạnh, óng ánh trong suốt, lúc này nó đang phóng ra tinh quang khiến cẳng tay trái của Khương Nguyên chiếu sáng thành một mảnh u lam bán trong suốt. Bạch Hoa Băng, Khương Nguyên giận dữ giống to hơn, dãy dụa điên cuồng, khiến cho xiềng xích va chạm, dấy lên một loạt tiếng ồn. Trong kiếp trước, Tứ lão Thiết gia đã dùng chính sát chiêu này để chốc nã Khổng Nhật Thiên. Không ngờ kiếp này, chiêu này lại dùng với Khương Nguyên. Trước đây, Bạch Hoa Băng bị Tứ lão Thiết gia vây khốn, nguyên nhân khiến Khương Nguyên không trực tiếp tiến đến cứu viện cũng do một phần là kiên kỵ vô cực siêu tỏa cảm ơn các bạn đã theo dõi video các bạn quan tâm đến bể cá mini có thể tham quan gian hàng shopee của mình nhé